Thân ái mến chào anh em ha. Hôm nay bên xưởng em mới về một cái con máy Ecuta 72. Cái này đẹp lắm anh em. Anh em coi ngoại hình ha, cái này là tua cao ha. Anh em để ý cái giờ cái mặt trước này là tua cao, tua 32 anh em. Nó chia làm hai loại, loại có không có có cái không có cái báo km là tua nó thường tầm khoảng 293.000, còn này là mua 32 anh em. Máy này mới xịt rửa thôi à, chưa có phun dầu à. Nếu phun dầu còn đẹp nữa anh em ơi. Này mới vừa độ nhớt. Còn chân cắn là đầy đủ phụ kiện cho anh em. Máy này thì đẹp ok ha, tắt điện đầy đủ chân nè. Nè, không cho anh em coi ha, còn mới to luôn nè. Này bơm bọng còn nguyên chưa anh em ơi. Cái này thích hợp cho anh em nào mà đặt chế máy ba gác thì ngay như vậy luôn ha. Chân này có sẵn dây điện, có sẵn hết chưa? Pulley. Máy rất là đẹp anh em. Còn ngoài hình đó ha. Đầy ra rất là mới nè. Cái này em mới về vừa xịt sơ sơ qua cho anh em coi luôn. Thì máy này nó chỉ một lỗi duy nhất ở chỗ này nè anh em. Tại vì này lúc khi mà em mới ginh xuống á, lỡ tay vụt tay nó rất bể ống khói này. Tiếc tiếc chỗ này, khi nào anh em mà chốt cái con này á, em sẽ thay cái ống khói khác cho anh em là nguyên si luôn nha. Nè, anh em nhìn coi chút khói nè, cái này mới. Rất đẹp anh em. Thì con khói này hết biết ủ. Còn khói trong nó còn chưa đóng khói nhiều nè. Máy này chạy rất ít. Rất là đẹp. Rồi bây giờ em nổ cho anh em coi ha. Đây nè, đầy chuyền luôn anh em. Đầy nhà điện nè, đầy cao nè. Tuy là 72 nhưng là nó thuộc về đầy cao nè. Đầy chuyền nè. Hàng này hiếm á nha. Rồi bây giờ chuẩn bị nổ anh em ơi, dầu ý nhất bình đều sẵn ha. Giờ chuẩn nổ anh em coi nè. Chính hơi lắm anh em, bảo đảm anh em là máy này ok ha. Chỉ có cái là dở cái ống khói này, khi anh em sử dụng á thì chốt con này em phải thay cái ống khói khác cho anh em xài, chứ không phải để nguyên này ha. Tại vì em giữ nguyên á, con nó cho nó đẹp ha. Giá này ga zin đó, đồ tất cả đồ zin hết em chưa đụng chạm anh em. Rồi dây bơm còn nguyên hết trơn nè. Rồi để nổ anh em cái nữa ha. Nhất là vậy. Đẹp lắm anh em. Cảm ơn anh em ha, bảo đảm với anh em thì xài rất là ok. Rồi cảm ơn anh em.